Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 7 sẽ ra phán quyết về khiếu nại của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng có thể tòa sẽ ra phán quyết gián tiếp về đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cách đây 3 năm, Philippines đã khiếu nại lên tòa trọng tài ở La Hay về các cơ sở pháp lý mà Trung Quốc sử dụng để đặt ra đường lưỡi bò, cũng như tuyên bố chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Việt Nam không trực tiếp tham gia vụ khiếu nại, cũng không thể hiện rõ quan điểm cùng đứng về phía Philippines. Trong các tuyên bố ngoại giao, Hà Nội đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam, cũng như kêu gọi tòa ra phán quyết công bằng và khách quan. Trong khi đó, Bắc Kinh ngay từ đầu đã khẳng định sẽ không công nhận phán quyết của tòa. Vài tuần gần đây, nhiều nhà quan sát dự báo tòa sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines và bất lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, luật sư Hoàng Việt, thành viên Ban nghiên cứu luật biển và hải đảo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cách nhìn nhận thận trọng hơn. Do Manila đưa ra 15 điểm để thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nên tòa sẽ đưa ra những phán quyết về từng vấn đề riêng rẽ. Trong số đó, nhiều người quan tâm nhất đến phán quyết về đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra trên bản đồ, khoanh lấy gần hết Biển Đông. Nếu quả thực tòa ra phán quyết gián tiếp về đường lưỡi bò, tác động đến Việt Nam sẽ không thuận lợi, trong khi đó sẽ không ảnh hưởng gì đến Trung Quốc. Nếu mà tòa không bác bỏ cái đường lưỡi bò, thì Trung Quốc vẫn có hoặc là bác bỏ một cách gián tiếp thì Trung Quốc vẫn có thể là họ vẫn cho rằng là cái đường lưỡi bò của họ không có bị ảnh hưởng gì trong cái phiên tòa này, và như vậy là những cái yêu sách, những cái hành động của họ nói chung là nó không bị ngăn chặn nhiều. Như vậy thì rõ ràng là Việt Nam sẽ có hại rồi. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng về mặt lý thuyết, phán quyết của tòa có tính ràng buộc, nhưng lại không có một cơ quan nào tồn tại để bắt buộc các bên thực thi phán quyết. Điều các nước lo ngại lúc này là bất chấp phán quyết thế nào, Trung Quốc có thể tăng cường các hoạt động quân sự và xây dựng ở các thực thể họ chiếm đóng để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ.